Thưa các quý vị, thiếu alpha 1 antitrypsin là một cái bệnh lý rối loạn về di truyền. Và cái protein alpha 1 antitrypsin nó làm cái protein đóng một vai trò tương đối quan trọng trong cơ thể. Với cái chức năng của nó là ức chế các protease. Vì vậy cho nên rất nhiều quá trình sinh học là có sự tham gia của protein này. Ví dụ như các cái quá trình mà đáp ứng viêm, các cái quá trình đông máu, hoạt hóa bổ thể, vân vân. Protein alpha 1 antitrypsin ấy, thì do cái gen SERPINA1 là một cái gen mà nằm trên nhiễm chất thể số 14 quy định sự tổng hợp. Và khi mà đột biến làm thay đổi trình tự của các cái trình tự của nucleotide trên gen này thì sẽ tạo ra một loạt các cái biến thể protein alpha 1 antitrypsin. Cho đến hiện nay thì người ta đã thấy rằng là có khoảng hơn 120 cái biến thể khác nhau. Và chúng tôi thấy rằng là trong số những cái biến thể đó thì có khoảng hơn 30 cái biến thể là có liên quan tới các cái vấn đề về bệnh lý. Sự ứ động của các cái hạt polymer này ở trong tế bào mà nó làm cho cái tế bào gan có cái hiện tượng viêm, và cái quá trình viêm này nếu như kéo dài thì sẽ gây ra xơ gan. Đồng thời thì cái lượng protein alpha 1 AT sẽ không thể nào được giải phóng vào trong máu như bình thường và sẽ làm cho cái phần mà lượng protein ở trong huyết thanh nó sẽ bị giảm, và do đó cái chức năng của protein này nó sẽ bị thay đổi. Nó sẽ không đảm bảo được cái quá trình ức chế protease bình thường ở trong cơ thể nữa và gây ra những cái bệnh lý rất là hay gặp, ví dụ như là các cái tổn thương ở phổi, ở da, ở các cái mạch máu. Thế đây là cái cơ chế bệnh sinh của alpha 1, thiếu alpha 1 antitrypsin. Thì các anh các chị cũng thấy rằng là đây là khái quát lại, khi mà quá trình các cái alpha 1 AT bất thường thì nó sẽ xảy ra cái hiện tượng polymer hóa. Và do đó thì hậu quả là các cái polymer này sẽ ứ động lại ở trong cái tế bào của gan và gây ra các bệnh lý về gan. Đồng thời là cái thiếu cái lượng alpha 1 antitrypsin trong máu thì sẽ làm giảm lượng này ở trong phổi và gây các bệnh lý điển hình của phổi mà chúng ta hay gọi là khí phế thũng hay là ứ khí phế nang đấy. Thế đồng thời thì các cái hệ thống khác trong cơ thể cũng chúng ta cũng có thể gặp. Thế về biểu hiện lâm sàng của tổn thương gan mà do thiếu alpha 1 AT thì do là các anh chị cũng thấy là do cái cơ chế bệnh sinh ấy là xuất phát từ cái sự ứ động của các cái hạt polymer trong tế bào, cho nên là cái biểu hiện lâm sàng nó cũng rất là phong phú và người ta cũng chưa thấy được là những cái sự khác biệt về tổn thương gan do thiếu alpha 1 AT với các cái bệnh lý khác. Chính vì vậy mà đây chính là một cái khó khăn rất là lớn đối với các nhà lâm sàng, làm thế nào để chẩn đoán được một cái bệnh lý gan này là do thiếu alpha 1 AT hay là do các cái nguyên nhân khác. Thì cái biểu hiện lâm sàng này cũng có thể là gặp rất nhiều cái bệnh cảnh khác nhau. Người ta có thể gặp là viêm tế bào viêm gan ở trẻ nhỏ, hoặc là tiến triển kéo dài tới cái viêm gan mãn tính. Nhưng mà đôi khi thì cũng có thể xảy ra ngay trong giai đoạn đầu của cái đứa trẻ mà bị thiếu alpha 1 antitrypsin ấy, là có thể suy gan cấp ngay. Và một cái bệnh cảnh nữa cũng có thể gặp nữa là ung thư gan. Thế và cái đặc điểm của bệnh lý về gan do thiếu alpha 1 AT là xảy ra ở rất nhiều các cái lứa tuổi khác nhau. Tuy nhiên thì các cái nghiên cứu trên thế giới người ta thấy rằng là nó cũng tập trung nhiều ở cái lứa tuổi trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ bú mẹ mà dưới 6 tháng tuổi. Đây là những cái biểu hiện lâm sàng của alpha 1 antitrypsin, thiếu alpha 1 antitrypsin. Người ta thấy rằng là có những cái trường hợp mà bệnh nhân hoàn toàn chỉ có tăng cái hoạt tính enzyme transaminase rồi thôi, chưa có một cái biểu hiện gì hết. Tuy nhiên thì cũng có những trường hợp khác thì người ta thấy rằng là cái biểu hiện lâm sàng là viêm gan sơ sinh, hay còn có cái thuật ngữ khác người ta gọi là ứ mật bẩm sinh. Viêm gan do ứ mật, tức là biểu hiện bằng những cái tăng bilirubin trực tiếp trong máu và tăng các cái hoạt độ của các enzyme gan, đồng thời là gan lách thì có thể to. Một cái biểu hiện lâm sàng về lâu về dài hơn ý, thì chúng ta có thể thấy các cái bệnh cảnh của xơ gan, suy gan, rồi là ung thư gan.
các cái nghiên cứu về yếu tố nguy cơ của cái bệnh cảnh mà thiếu alpha 1 antitrypsin mà gây ra các cái bệnh lý ở gan ấy, thì người ta cũng thấy rằng cũng chưa có những cái kết luận một cách rõ ràng. Tuy nhiên thì người ta thấy rằng là những trong những cái nghiên cứu mà ở nhóm mà có tăng enzyme gan ấy, thì cái tỷ lệ mà giới trẻ là nam giới thì gặp nhiều hơn ở nữ. Và những cái trường hợp mà có thêm những cái đồng nhiễm, ví dụ như là có cái bệnh lý di truyền khác như là hemochromatosis, hoặc là những cái người mà có nghiện rượu, hay là có đồng lẫn thêm những cái yếu tố mà nguy cơ khác như là viêm gan virus B hay là C, thì sẽ làm cho cái tiến triển của cái bệnh lý gan do thiếu alpha 1 antitrypsin nó sẽ tiến triển nhanh hơn, nặng nề hơn, tiên lượng xấu hơn. Và đấy cũng chính là cái căn cứ mà các nhà lâm sàng người ta hay sử dụng để đưa ra cái lời khuyên đối với những cái trường hợp này. Thế về điều trị thì các bệnh lý tổn thương gan do thiếu A1, AT thì rất tiếc là cho đến nay thì cũng mới chỉ có những cái biện pháp là ghép gan khi mà đã có xơ gan rồi, hoặc là còn những cái nghiên cứu hiện nay cũng đang tiến hành là cái điều trị về gen trị liệu thì cũng chưa có những cái kết quả nó được rõ ràng. Như vậy là cái tổn thương gan do thiếu AT, A1 AT hiện nay thì chúng ta cũng mới chỉ điều trị được triệu chứng thôi. Tôi xin trình bày một cái bệnh cảnh lâm sàng thứ hai mà do thiếu A1 AT. Thì cái bệnh cảnh này ấy, thì còn hay gặp hơn là cái bệnh cảnh về gan do thiếu A1 AT. Bệnh cảnh này xảy ra ở những cái người lớn trưởng thành, và với những cái đặc điểm, với cái cơ chế bệnh sinh là do thiếu cái A1 AT ở trong huyết thanh, cho nên là mất cái sự cân bằng giữa cái hệ thống mà protease và antiprotease trong cơ thể. Và kết quả là cái phổi, cái phế nang của bệnh nhân ấy, thì sẽ có một cái tình trạng mà viêm nhiễm mãn tính, là do cái alpha 1 antitrypsin không ức chế được neutrophil elastase. Cái chất này thì nó có cái tác dụng là diệt các cái vi khuẩn gây bệnh, nhưng đồng thời nó cũng có một cái tác dụng không mong muốn là nó làm gọi là phá hủy cả những cái protein ngoại bào của cái phế nang của phổi. Vì vậy cho nên là khi mà lượng alpha 1 AT mà trong máu mà bị thấp thì không ức chế được neutrophil elastase, và do đó là dẫn đến một cái bệnh cảnh là phế nang nó sẽ bị giãn ra, nó mất tính co giãn và khí sẽ luôn ứ động dần lại ở trong lòng phế nang. Và cái bệnh cảnh đó thì thường xảy ra ở những cái người mà lớn, người lớn trưởng thành. Thế thì các anh chị cũng biết là cái COPD ở người lớn ấy thì do rất là nhiều nguyên nhân khác nhau. Và cái bệnh cảnh mà COPD mà do nguyên nhân thiếu A1 AT thì nó cũng có những cái mà nó có những sự khác biệt nếu như là COPD do nguyên nhân khác. Ví dụ như là người ta thấy là cái khởi phát của COPD do thiếu A1 AT nó sẽ xảy ra sớm hơn. Cái thứ hai nữa ấy, là cái tổn thương ở phổi thì COPD mà do A1 AT nó sẽ tổn thương chủ yếu là cái thùy dưới của phổi, mà trong khi là nếu mà COPD do các nguyên nhân khác thì người ta thấy tổn thương là ở cái vùng phổi thùy giữa. Và cái biện pháp điều trị của COPD mà do thiếu A1 AT ấy, thì hiện nay người ta có thể điều trị được cái bệnh cảnh này bằng cách là bổ sung alpha 1 antitrypsin qua đường truyền tĩnh mạch hoặc là đường khí dung trực tiếp vào phổi, cũng rất là có hiệu quả. Thế và ngay cái bệnh cảnh COPD là do thiếu A1 AT là một cái bệnh cảnh mà rất là hay gặp ở các cái nước phương Tây. Tuy nhiên là mặc dù hay gặp như thế nhưng mà cái việc chẩn đoán cái vấn đề này cũng là một cái vấn đề mà thường là bị chậm trễ ở ngay kể cả những cái nước phương Tây. Bởi vì là nhiều khi bác sĩ cũng không có quan tâm lắm đến cái vấn đề thiếu A1 AT này. Một cái bệnh cảnh thứ ba mà do thiếu A1 AT mà chúng tôi cũng xin được trình bày, đó là cái bệnh lý mà viêm tổ chức ở dưới da. Cái tên tiếng Anh của nó là panniculitis. Thế thì cũng cái nguyên nhân cơ chế bệnh sinh thì cũng giống như là tổn thương phổi đấy, là do một cái mất thăng bằng về cái balance giữa cái protease và antiprotease. Và những cái bệnh nhân mà có những cái tổn thương này thì cái tổn thương nó cũng khá là điển hình, thường hay gặp là ở những cái vùng da rất là điển hình, ví dụ như là mông hay là đùi vân vân. Và cái bệnh lý này cũng có thể điều trị được bằng cách bổ sung A1 AT.
một cái vấn đề, một cái bệnh cảnh mà chúng tôi cũng muốn trình bày nữa, đó là một cái bệnh cảnh mà không phải là do thiếu A1AT mà là do cái protein này là một cái protein mà đã bị mất chức năng, hay nói cái khác là bị biến đổi chức năng. Nguyên nhân là do đột biến xảy ra làm cho cái axit amin ở cái vùng mà quyết định tính đặc hiệu của phân tử ấy, là axit amin 358 này nó bị đột biến, và axit amin này nó sẽ chuyển từ methionine thành arginine, nó làm cho cái đặc tính đặc hiệu của phân tử thay đổi. Hay nói cách khác là thông thường A1AT thì sẽ ức chế được các protease, nhưng trong trường hợp này thì nó lại là trở thành là ức chế thrombin. Vì vậy mà những bệnh nhân mà bị mà có đem mang cái protein này, người ta gọi là cái biến thể Pittsburgh đấy ạ, thì sẽ có cái biểu hiện là sau những cái khi mà bị chấn thương hoặc là đặc biệt là sau mổ thì sẽ xảy ra cái tình trạng rối loạn đông máu và chảy máu kéo dài và thậm chí là có thể tử vong. Và cái bệnh lý này thì được tác giả Levis phát hiện năm 1978, và gần đây thì một tác giả là ở người Trung Quốc cũng phát hiện những cái ca bệnh này ở người Trung Quốc. Đó là những cái phần mà chúng tôi xin trình bày về các cái bệnh cảnh lâm sàng chủ yếu mà những người mà thiếu A1AT hay gặp. Và cái tần suất của thiếu A1AT ở trên thế giới thì cũng khá là tương đối là gặp nhiều. Người ta thấy là cái tỷ lệ gặp là có thể là 1/2000 đến 1/5000 ở người châu Âu, người da trắng đấy ạ. Tuy nhiên thì cái tỷ lệ của các cái biến thể A1AT ở Việt Nam như thế nào thì chúng tôi cũng chưa được thấy là được nghiên cứu nhiều. Và do đó thì chúng tôi chọn ra một cái nhóm là các nhóm trẻ mà bị bệnh gan mật chưa rõ nguyên nhân, để mà làm cái nhóm mà coi là nhóm có nguy cơ cao, tìm hiểu xem là các cái biến thể A1AT trong nhóm này nó như thế nào. Vâng, thì cái nghiên cứu của chúng tôi được thực hiện ở trên 130 trẻ với các cái triệu chứng như là có vàng da kéo dài, vàng da tăng binh trực tiếp kéo dài, hoặc là có cái bệnh lý về gan mà với các cái kỹ thuật hiện nay ở tại Việt Nam mình cũng chưa phát hiện được nguyên nhân, hoặc là những trường hợp sơ gan rồi gan lách to không rõ nguyên nhân thì cũng đưa vào nhóm nghiên cứu. Và các trẻ này thì được điều trị tại khoa gan mật của Bệnh viện Nhi Trung ương. Và đồng thời có một cái nhóm mà để làm chứng nữa là những cái trẻ mà khỏe mạnh và nằm trong cùng cái lứa tuổi. Thì để mà phát hiện được các cái biến thể A1AT ở trong cái nhóm nghiên cứu này thì chúng tôi sử dụng 3 cái kỹ thuật xét nghiệm. Cái kỹ thuật đầu tiên ấy là định lượng cái nồng độ của protein A1AT trong huyết thanh bằng cái kỹ thuật là miễn dịch đo độ đục. Và cái kỹ thuật này thì triển khai được ở trên cái máy sinh hóa tự động. Các cái máy sinh hóa tự động nào mà có những cái chương trình, có những cái sản phẩm này thì chúng ta có thể áp dụng được. Và chúng tôi cũng sử dụng những cái chất chuẩn theo những cái tiêu chuẩn CRM 470 của IFCC để mà tiến hành cái định lượng cái kỹ thuật này. Kỹ thuật thứ hai mà chúng tôi sử dụng ấy là sử dụng cái kỹ thuật điện di hội tụ đẳng điện để phát hiện các cái biến thể A1AT mà trong huyết thanh. Dựa trên cái nguyên lý là cái kỹ thuật điện di đẳng điện là dựa vào sự thay đổi của cái điểm PI của các protein A1AT. Thì các anh chị cũng biết là khi mà các cái protein này nó khác biệt nhau về thành phần cấu trúc ấy, thì cái điểm đẳng điện của nó cũng sẽ có cái sự khác nhau. Và chính vì cái sự khác nhau giữa cái điểm đẳng điện đấy mà cái khả năng di chuyển của protein khi mà chúng ta tiến hành điện di trong một cái môi trường gradient nồng độ pH rất là thấp, rất là hẹp, từ 4,2 đến 4,9, thì người ta có thể phân tách được các protein này ra và từ đó nhận định được các cái biến thể này. Và trong mỗi một cái quá trình điện di như vậy thì bao giờ chúng tôi cũng chạy kèm với cả một cái mẫu chuẩn đã biết cái kiểu hình A1AT. Và cái mẫu chuẩn này thì do trường Đại học Monash ở bên Úc cung cấp. Cái kỹ thuật thứ ba để chúng tôi xác định tiếp là sử dụng các kỹ thuật mà giải trình tự gen. Thế thì những cái bệnh nhân mà có cái nồng độ A1AT nó bất thường hoặc là có cái hình ảnh điện di bất thường thì chúng tôi sẽ đưa vào để giải trình tự hai cái exome là exome 2 và exome 5 của cái gen quy định tổng hợp A1AT.
về kết quả thì chúng tôi thấy rằng là trong số đối với những cái đầu tiên là đối với cả nhóm chứng thì với 30 trẻ được làm chứng đấy, thì chúng tôi kiểm tra cái kỹ thuật này thì thấy rằng là có cái nồng độ A1AT nó nằm trong cái khoảng dao động từ 93 đến 222 mg trên decilit. Và so sánh với những cái tác giả mà lấy cái nhóm đối tượng cùng ở lứa tuổi và cùng một cái kỹ thuật đo thì thấy rằng là nó cũng tương đối phù hợp với cả cái tác giả, những cái tác giả như vậy. Khi so sánh kết quả nghiên cứu giữa cái giá trị trung bình về nồng độ A1AT ở giữa hai nhóm thì thấy ra có sự khác biệt, có ý nghĩa thống kê. Về phân bố cái nồng độ A1AT giữa hai nhóm này thì chúng tôi thấy rằng là cái tỷ lệ mà thiếu A1AT ở cái nhóm trẻ mà bị bệnh lý về gan ấy, là 11,54% so với cả những cái nghiên cứu tương tự thì là từ 6 đến 18%. Cái kết quả điện di kiểu hình của alpha-1AT mà bằng cái kỹ thuật điện di hội tụ đẳng điện thì chúng tôi cũng thấy rằng là so sánh với các cái mẫu chuẩn, ví dụ như ở đây là chuẩn PIMM đấy, thì cái hình thái của bệnh nhân của chúng tôi cũng có những cái hình thái tương tự. Thì chúng ta có cái vị trí băng protein này, hình thái đậm độ tương tự với cái mẫu chuẩn. Vì vậy cho nên là với những cái bệnh nhân như bệnh nhân số 2, số 3 thì chúng tôi kết luận là đồng hợp tử PIMM trên cái bản điện di đẳng điện này. Thế là chúng tôi cũng tìm thấy được những cái kiểu hình khác là kiểu hình dị hợp tử PIMX. Ở đây các anh chị thấy là những bệnh nhân này, những bệnh nhân của chúng tôi đó thì so với cả chuẩn này là chuẩn PIMX là tương đồng, đồng thời là nó khác biệt rất là rõ so với cái chuẩn PIMM này về cả hình thái, về cả cái sự di chuyển, tức là cái vị trí của protein ở trên băng điện di. Và đặc biệt ở trong nghiên cứu này thì chúng tôi cũng tìm thấy được những cái trường hợp mà bệnh nhân có những cái hình thái protein rất là khác biệt. Nó chỉ gần như tương tự với cái chuẩn PIMZ ở chỗ là chúng tôi phát hiện được những cái băng mà nó nằm ở cái vị trí tương ứng thôi. Nhưng khi xét về toàn bộ hình thái của bệnh nhân, hình thái protein của bệnh nhân thì nó cũng không phải là hoàn toàn phù hợp với cả PIMZ. Thế và những cái trường hợp bệnh có những cái kiểu hình bất thường này thì khi kiểm tra lại chúng tôi thấy là nồng độ protein huyết thanh của tương đối là thấp, 0,78 và 1,06 gram trên lít. Những cái kết quả về giải trình tự để mà xác định thực tế các cái đột biến này, các cái hình ảnh điện di mà chúng tôi vừa thấy là bất thường đến như thế nào thì đầu tiên là chúng tôi sẽ phải kiểm tra cái trình tự so sánh với cả ngân hàng gen. Và đối với những trường hợp mà ban nãy chúng tôi có giới thiệu là kiểu hình PIMX ạ, thế là cái kiểu hình mà điện di chậm đấy, thì phát hiện thấy những cái peak dị hợp tử đấy. Thì ở đây là thấy có sự thay đổi của nucleotide G thành A ở cái vị trí 1714 và làm cho cái axit amin tương ứng ở vị trí 363 nó sẽ thay đổi. Thì đây là cái kết quả mà giải trình tự của những cái bệnh nhân mà vừa nãy có cái kiểu điện di bất thường PIMX. Và với những cái bệnh nhân mà có cái kiểu hình bất thường như là trong slide trước chúng tôi trình bày đó, thì khi mà phân tích giải trình tự thì thấy rằng là những trường hợp này có cái đột biến là chuyển C thành T ở cái vị trí 12781 làm cho cái axit amin ở vị trí 85 là threonine sẽ chuyển thành là methionine và do đó làm cho cái tính cái PI của kiểu protein thay đổi, nó gây ra cái hình ảnh điện di như chúng ta vừa xem ban nãy. Về gọi là tổng thể mà nói thì trong số các cái trẻ mà chúng tôi nghiên cứu phân tích thì cũng đa số là có cái kiểu hình PIMM giống như là các cái nghiên cứu khác. Thế nhưng trong nhóm mà chúng tôi nghiên cứu thì cũng có phát hiện được những cái trường hợp 11% là có cái kiểu hình PIMX Christchurch và có 5% là có cái kiểu hình mà dị hợp tử PIMZ là Bridgestone. Khi mà chúng tôi tra cứu trên cái dữ liệu ngân hàng gen ý, thì thấy là cái đột biến ban nãy chúng tôi trình bày đó thì nó là một cái đột biến mà do nhà khoa học là Lovegrove phát hiện được năm 1997. Tên của nó là
tên của cái biến thể này là Z-Bristol. Thế thì về bệnh cảnh lâm sàng của những cái trường hợp mà mang cái biến thể Z-Bristol này ấy, thì cũng không có cái điểm gì đặc biệt hơn so với những cái trẻ khác mà cùng được nghiên cứu. Các bệnh nhân này cũng đều được chẩn đoán là có cái vàng da ứ mật ở cái lứa tuổi sơ sinh và có gan lách to cũng như là có tăng cái hoạt độ của enzyme gan. Như vậy thì khi mà xem lại các cái phân bố của vấn đề thiếu alpha 1 anti trên thế giới ấy, chúng tôi thấy rằng là cái protein này, các cái biến thể protein alpha 1 antitrypsin nó có những cái đặc tính về mặt chủng tộc. Thế ở châu Âu thì người ta thấy rằng là chủ yếu những cái protein bất thường ấy, là các cái biến thể PIZ và PIS. Còn ở chủng tộc châu Á ấy, thì tôi thấy rằng là với dân tộc Nhật Bản thì người ta thấy là các cái biến thể mà hay gặp nhất ở Nhật Bản thì là S-Yama hay M-Mantong vân vân, chứ người ta cũng không gặp PIZ hay PIS ở cái dân tộc Nhật. Thế nghiên cứu mà ở người Hàn Quốc ấy, mới đây thôi năm 2012 thì người ta thấy là phát hiện được các cái biến thể là S-Yama và Kyo Clayton ở dân tộc mà Hàn Quốc. Thế còn đối với cả Trung Quốc thì những cái biến thể đã phát hiện được là Qo Hồng Kông và biến thể Pittsburgh như ban nãy chúng tôi trình bày. Thế và những cái biến thể mà chúng tôi phát hiện được ở Việt Nam là Z-Bristol. Ngoài ra còn những cái biến thể gì thì chắc là cũng phải chờ thêm các cái nghiên cứu tiếp theo nữa. Như vậy quay lại cái vấn đề mà chẩn đoán thiếu alpha 1 antitrypsin thì do cái bệnh cảnh lâm sàng nó cũng khá là nhiều cái bệnh cảnh khác nhau, từ là cái bệnh lý về gan, về phổi, về ngoài da như vậy, mà đồng thời là cái tính đặc hiệu của nó là cũng không có nhiều, cho nên là năm 2003 thì đã có một cái guideline của những cái tổ chức nghiên cứu về alpha 1 antitrypsin, người ta đưa ra cái guideline về chẩn đoán. Người ta thấy rằng là cần phải sàng lọc để tìm hiểu xem là bệnh nhân đó có thiếu alpha 1 antitrypsin không, đặc biệt là khi có các cái yếu tố nguy cơ, ví dụ như là những cái đối tượng mà bị những bệnh lý về gan chưa rõ nguyên nhân, hay là những cái người lớn trưởng thành mà có cái bệnh cảnh là khí phế thủng hay COPD đó. Thế và có cái tổn thương ở cái thùy dưới của phổi. Hoặc là những cái trường hợp mà bị giãn phế quản mà không rõ nguyên nhân, hay là các cái bệnh lý mà viêm mô mỡ dưới da, hoặc là những cái trường hợp mà về tiền sử gia đình đã thấy là có mang cái biến thể thiếu hụt alpha 1 antitrypsin rồi. Thế thì để mà chẩn đoán được cái guideline này cũng đưa ra là để mà chẩn đoán được cái thiếu alpha 1 antitrypsin thì không thể sử dụng một kỹ thuật mà chẩn đoán được, mà người ta thường là kết hợp rất là nhiều các cái phương pháp xét nghiệm khác nhau. Đầu tiên là cái xét nghiệm định lượng nồng độ, thứ hai là xét nghiệm xác định kiểu hình, và thứ ba là các cái xét nghiệm về gen. Thế vì sao mà chúng ta không thể sử dụng được một đơn thuần một kỹ thuật? Bởi vì là mỗi một cái kỹ thuật nó cũng có những cái ưu nhược điểm khác nhau. Cái xét nghiệm mà định lượng nồng độ thì chúng ta thấy rằng là xét nghiệm này thì nó có đặc điểm là chúng ta có thể chạy được trên máy tự động, cũng khá là dễ dàng trong việc tiến hành thôi. Và cũng cái giá thành nó cũng không phải là quá lớn. Tuy nhiên cái nhược điểm của nó là chúng ta sẽ không phát hiện được những cái trường hợp dị hợp tử và những cái trường hợp mà biến thể mất chức năng như là cái biến thể Pittsburgh vừa rồi. Thế vì sao không phát hiện được những trường hợp dị hợp tử? Bởi vì rằng là các cái gen mà A1AT này nó di truyền theo cái kiểu đồng trội. Thế cho nên là nếu như một mà cá thể có hai allele, một allele là bình thường và một allele bất thường, thì cái biểu hiện ra ngoài là nồng độ của A1AT trong huyết thanh nó vẫn bình thường. Thế cho nên là nếu như mình định lượng không thôi, thấy nồng độ bình thường, nhiều khi là chúng ta sẽ bỏ sót. Và khi mà tiến hành cái kỹ thuật định lượng này thì cũng có một cái điểm lưu ý là về cái thời điểm lấy mẫu.
những cái bệnh nhân mà những cái protein này nó là đặc tính là protein pha cấp tương tự như là CRP và một số protein pha cấp khác ấy. Cho nên khi chúng ta lấy máu mà lấy phải những trường hợp khi bệnh nhân đang có viêm, có sốt rất là nhiều thì nồng độ chất này nó sẽ tăng lên trong máu và khi đó mình lấy mẫu sai thời điểm thì nó sẽ làm cho là mình không phát hiện được những trường hợp mà nồng độ thấp do di truyền. Thế về cái kỹ thuật mà xác định kiểu hình bằng điện di hội tụ đẳng điện thì kỹ thuật này nó có một cái ưu điểm là chúng ta có thể thấy được hết gần như là khá là đầy đủ các cái kiểu biến thể của A1AT. Tuy nhiên là triển khai nó cũng khá là mất nhiều thời gian và cũng vẫn là bị bỏ sót những cái trường hợp. Ví dụ như là những cái biến thể nơn là cũng không phát hiện được bằng cái kỹ thuật này. Hoặc là những cái biến thể mà hiếm gặp thì việc nhận định cái hình thái protein trên điện di cũng khá là khó khăn. Thế và với cái kỹ thuật thứ ba là cái kỹ thuật mà hiện nay khi chúng ta có cái công cụ là sinh học phân tử trong tay ấy, thì nó rất là nhiều các cái kiểu thiết kế khác nhau để mà phát hiện đột biến. Thế thì ở đây chúng tôi phân ra làm hai cái kiểu nhóm test về sinh học phân tử. Cái nhóm đầu tiên là cái nhóm direct test, tức là khi mà chúng ta đã xác định được cái bệnh nhân đấy là hoặc là mình nghi ngờ là đột biến kiểu gì thì mình sẽ phải thiết kế một cái mồi tương ứng để mà mình gắp cái đột biến đó ra. Thế còn như vậy thì nếu như trong những cái quần thể mà chúng ta chưa biết rõ cái hoặc là bệnh nhân mình không biết được cái đột biến, cái biến thể đấy là gì thì mình sử dụng phương pháp này nó sẽ rất là dễ là không phát hiện được. Thế và một cái kỹ thuật mà vì vậy cho nên là chúng tôi thấy là cái kỹ thuật mà sequencing, cái giải trình tự ấy là nó có một cái ưu điểm vượt trội là chúng ta có thể phát hiện được đủ các kiểu đột biến, bởi vì cái này nó phát hiện cái trình tự nucleotide ở trong gen nó thay đổi thì như vậy là mình có thể phát hiện được tất cả các cái kiểu đột biến có thể gặp. Thế tuy nhiên thì với cái giải trình tự thì vấn đề ở đây là giá thành và cũng không phải là dễ gì mà mình làm được cả bốn cái exome của gen SEQPINA1. Thế tôi làm chúng tôi cũng tìm thấy được những cái kiểu hình khác là kiểu hình dị hợp tử PIMX. Ở đây các anh chị thấy là những bệnh nhân này, những bệnh nhân của chúng tôi đã thì so với cả chuẩn này là chuẩn PIMX là tương đồng, đồng thời là nó khác biệt rất là rõ so với cái chuẩn PIMM này về cả hình thái, về cả cái sự di chuyển, tức là cái vị trí của protein ở trên băng điện di. Và đặc biệt ở trong nghiên cứu này là người ta phối hợp luôn hai phương pháp, vừa định lượng nồng độ, vừa phát hiện trực tiếp luôn các cái đột biến Z và đột biến S bằng phương pháp real-time PCR. Thế thì sau đó nếu như mà thấy là có vấn đề thì người ta sẽ tiếp tục làm sequencing để khẳng định cái đột biến đó là đột biến đúng là Z hoặc là S. Thế thì cái phương pháp này nó chỉ phù hợp với những cái quần thể người da trắng khi mà trong cái quần thể đó cái tỷ lệ đột biến Z và S là rất là lớn, tức là chủ yếu là gặp đột biến S, Z, cho nên là người ta làm luôn trực tiếp luôn cái xác định xem bệnh nhân có phải mang đột biến S và Z hay không. Thì cái mô hình này nó cũng không được phù hợp lắm với cái quần thể như là ở người Việt Nam mình. Cái cách tiếp cận chẩn đoán thứ ba mà một số tác giả người ta cũng đã áp dụng đó là mình làm mà định lượng nồng độ A1AT và sau đó thì bỏ qua cái bước điện di mà làm luôn giải trình tự. Thế thì cái này thì tương đối là đắt tiền, bởi vì là làm như vậy thì mình sẽ một tỷ lệ rất lớn bệnh nhân sẽ phải làm giải trình tự, mà giải trình tự thì có đến tận 4 cái exome chúng ta cũng phải làm khá là tốn kém. Thế với một cái cách tiếp cận thứ tư mà chúng tôi nghĩ là nó khá là phù hợp với cái quần thể người Việt Nam mình, là một quần thể mình cũng chưa biết được là các cái biến thể A1AT trong quần thể của người Việt Nam mình là gồm những biến thể loại gì. Đã, trong cái nghiên cứu vừa rồi chúng tôi mới thấy là có cái biến thể X-Christchurch và Z-Bristol thôi, trừ ngoài những cái biến thể bất thường thì mới phát hiện là hai cái kiểu như vậy. Thế còn kiểu nào nữa chăng thì trong cái quần thể mà mình chưa biết rõ. Như vậy thì chúng tôi nghĩ là sẽ áp dụng sẽ áp dụng là cái phương pháp là mình làm hai test, vừa là định lượng
và vừa là xác điện di xác định kiểu hình. Thì nếu như mà cái trường hợp mà thấy bệnh nhân hoặc là có nồng độ thấp hoặc là chúng ta thấy có cái kiểu hình bất thường thì lúc đấy tiến hành là giải trình tự. Thì chúng tôi thấy rằng là cái biện pháp này thì đã được áp dụng trong nghiên cứu của tôi và nó cũng tỏ ra là tương đối có hiệu quả. Slide vừa rồi chúng tôi trình bày thì cũng cần có cái sự quan tâm để mà phát hiện các cái trường hợp mà thiếu A1AT như thế này để mà giúp cho cái công tác mà tư vấn cho bệnh nhân cũng như là nếu như phát hiện COPD mà do thiếu A1AT thì chúng ta sẽ có những cái điều trị rất là tích cực đối với cả bệnh nhân. Thế cái phần trình bày của tôi thì đến đây là hết ạ. Xin trân trọng cảm ơn các quý vị đã chú ý lắng nghe.